Xin chào các bạn, thì lâu rồi mình mới làm video lại. Tại vì thời gian vừa rồi thì mình bận công việc bạn nên bỏ bê kênh YouTube của mình. Thì giờ mình làm lại cái kênh này và mình sẽ làm lại từ đầu, từ cái bước cơ bản. Nói chung là hướng dẫn từ đầu lại luôn đấy. Chứ còn từng tụt thì mình sẽ làm các video khác. Còn video lần này mình vì bắt đầu lại nên mình sẽ làm lại. Thì mình đầu tiên mình sẽ nói đến các cái app cần thiết để mod. Thì các cái app cần thiết để mod thì đây có Epoller này, Jota, Rot. Đây, Rota Epoller này. Và APK Tut X. Đây. Đây là bốn cái app để mod. Thì mình sẽ làm các bước luôn nhé. À thôi, cái này chắc mình sẽ tập video riêng nào luôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu từng cái app lại thôi. Còn cái hướng dẫn thì mình sẽ tập video ra. Tại vì có mấy bạn lúc nhờ mình mod ấy, đến nỗi các bạn còn biết cách để chép video, chép file từ hệ thống ra đó. Nên mình sẽ làm mấy cái đó, mình sẽ làm từng cái video một. Thì các bạn đã biết mod rồi thì cảm thấy video quá bình thường, chứ các bạn chưa gặp những người mà người ta còn chưa biết cách để chạy file hay gì hết này thì các bạn sẽ biết thôi. Đây thì các cái app này thì mình sẽ nói về cái app Epoller đầu tiên. Mình chỉ quan tâm đến những tính năng để mình mod thôi nhé. Thì app này thì chủ yếu dùng để chạy file qua lại thôi, và chủ yếu để chạy file qua lại. Và sau khi mình record file xong thì mình cũng sử dụng cái app này để mở file APK và sao chép cái hai cái file meta và file Android file. Đây. Thì nói về phí video này kiểu như nói nhảm thôi, chỉ là giới thiệu những cái app cần thiết để mod thôi. Đây. Tiếp theo là app Jota. Thì mấy cái này thì đơn giản thôi. App này thì dùng để chỉnh sửa code thôi. Mình nói về khi các video sau mình làm thì sẽ liên quan đến mình sẽ sử dụng cái phần mềm này để chỉnh sửa văn bản này, chỉnh sửa code. Đây. Còn phần mềm đây là Rot Epoller này. Đây, cái này mình mới vào lên đầu tiên. Yêu cầu cấp quyền. Không được, chấp vào cấp quyền 6 luôn. Cái như không cấp quyền nó cũng cho hoạt động hay sao ấy. Đợi chị, đợi các bạn đợi chị để mình vào cấp quyền nữa nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đây thì cái này, phần mềm này thì chủ yếu để mình thực hiện được công việc là sau khi mình mod xong thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm này để chép từ bộ nhớ trống của mình vào hệ thống, và sử dụng cái phần mềm này và set quyền luôn. Thì cái này mình sẽ nói xong. Về các cái video chạy quyền và sử dụng APK tụt đô, mình sẽ nói từng cái một xong. Mình làm ngang đến đâu mình nói đến đó. Tại vì mình rút kinh nghiệm rồi, vì các cái video trước mình có làm một cái video hướng dẫn thì làm nhiều cái gộp một luôn, thì
nhiều bạn cứ hỏi mình phải vào video này xem số phút để chỉ các bạn tiếp theo thì cái APK ít này thì là cái phần mềm này để dùng để DACOM và RACOM bung file hệ thống này để load. Video này thì chủ yếu để giới thiệu bốn cái app này thôi nha các bạn, chứ chưa tới load đâu. Các pro thì bật app đá mình nhé. Rồi, xin chào các bạn.